Hello, xin chào các bạn. Hôm nay các bạn khỏe không? Cảm ơn các bạn đã đến channel Nhịp Sống Cali nhé. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 2 tháng 8, 2020. Hiện bây giờ là mình đang ở thành phố San Jose, California. Bây giờ là mình đang ở trên đường mình đi chạy đi mua đồ ăn nha các bạn. Rồi mình sẵn á, mình quay luôn cái đường cái ở thành phố San Jose Cali đó, rồi mình chia sẻ luôn cái đường cái đó cho các bạn coi cái tình hình hiện bây giờ nó làm sao ở bên thành phố của mình đó. Dưới mình muốn chia sẻ cho các bạn mấy cái số mới, số ca nhiễm mới với mấy cái số người chết mới của cái dịch COVID-19. Ok, bây giờ toàn thế giới là có hơn 18.200.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là 692.000 người đã chết, nhưng các bạn cái đó là toàn thế giới đó. Rồi bây giờ mình muốn chia sẻ cho các bạn 5 cái nước mà có nhiều ca nhiễm nhất với nhiều người chết nhất. Hiện bây giờ vẫn đứng đầu là USA, United States of America. Hiện bây giờ bên Mỹ là vẫn đứng đầu nha các bạn, là đang có hơn 4.800.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 158.000 người. Hôm nay thì chết 467 người. Đứng nhì là Brazil, hiện bây giờ có hơn 2.700.000 ca nhiễm. Có hơn 94.000 người chết, hôm nay thì 514 người đã chết. Rồi đứng ba là India, hiện bây giờ có hơn 1.800.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 38.000 người, hôm nay là chết 758 người. Rồi tiếp theo là Russia, hiện bây giờ có hơn 850.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là 14.000, hơn 14.000 nha các bạn. Hôm nay thì 70 người đã chết. Đứng năm là South Africa, hiện bây giờ có hơn 511.000 ca nhiễm. 8.366 người đã chết. Rồi hôm nay thì chết 213 người. Đó là mấy cái nước có nhiều ca nhiễm với nhiều người chết đó. Rồi bây giờ mình chia sẻ cho các bạn ở bên nước Mỹ nha các bạn. Nước Mỹ á, hiện bây giờ tiểu bang mà đang đứng đầu là California, là tiểu bang mình đang ở nha các bạn, là có hơn 515.000 ca nhiễm, là cũng hơn nửa triệu người nha các bạn ở bên tiểu bang Cali đó, là đang có ca nhiễm đó. Rồi tất cả người chết là 9.397 người. Đứng nhì là Florida, có hơn 487.000 ca nhiễm, 7.084 người đã chết. Đứng ba là Texas, hiện bây giờ có hơn 454.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là 7.341 người. New York, hiện bây giờ có hơn 445.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là 32.780 người. New York đứng tư nha các bạn. Mà đứng nhất cho mấy người chết đó, nhiều người chết nhất đó. Đứng tư ca nhiễm. Nhưng mà đứng nhất là mấy người đã chết là hơn 30 mấy ngàn người luôn. Ok, bây giờ là mình chia sẻ luôn Georgia, hiện bây giờ có hơn 193.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là 3.840 người. Rồi để mình xuống coi tiểu bang nào nữa đây. Bây giờ mình chia sẻ luôn Arizona, có hơn 178.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là 3.765 người. Rồi Virginia có hơn 91.000 ca nhiễm, 2.218 người đã chết. Michigan 91.000 ca nhiễm, tất cả người chết là 6.457 người. Đó là mấy cái tiểu bang mà có nhiều ca nhiễm nhất với nhiều người chết đó nha các bạn. Bây giờ mình chia sẻ mấy cái tiểu bang mà có ít ca nhiễm với ít người nhiều người chết, ít ca nhiễm với ít người chết nha. Rồi tiểu bang là Vermont, Hawaii, Wyoming, Alaska, Maine, Montana, New Hampshire và North Dakota. Cái đó là mấy cái tiểu bang ở bên Mỹ mà có ít ca nhiễm với ít người chết. Các bạn muốn biết thêm chi tiết đó, các bạn nhớ lên cái website worldometers.info/coronavirus nhé. Rồi bây giờ mình chia sẻ cho các bạn mấy cái county ở bên tiểu bang Cali mà có nhiều ca nhiễm nhất với nhiều người chết nhất đây. Hiện bây giờ vẫn đứng đầu là Los Angeles County, có hơn 192.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là 4.692 người. Riverside County có hơn 38.000 ca nhiễm, 695 người đã chết.
Orange County là quận cam nhưng các bạn, có hơn 37.000 ca nhiễm, 651 người đã chết. Rồi mình xuống San Diego County là có hơn 29.000 ca nhiễm, 565 người đã chết. Rồi mình chạy xuống dưới là Santa Clara County, là cái county của mình đang ở đây, là có hơn 10.600 ca nhiễm. Tất cả người chết là 191 người. Sacramento County có hơn 10.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là 142 người. Rồi chia sẻ luôn San Francisco County là có hơn 6.800 ca nhiễm. Tất cả người chết là 61 người. Đó là mấy cái số ca nhiễm với mấy cái số người chết mới nhất hiện bây giờ ở bên Mỹ nha các bạn. Đó thì mình muốn chia sẻ mỗi ngày cho các bạn theo dõi đó. Tại vì mỗi ngày cái số nó càng ngày nó càng tăng lên, thì mỗi ngày cái số nó khác, thì mình muốn chia sẻ cho các bạn theo dõi. Ok các bạn, có gì bữa khác mình có thêm thì giờ đó rồi mình quay thêm, rồi mình chia sẻ thêm cái tình hình ở bên Mỹ với cái tin tức mới của cái dịch COVID-19, mấy cái số ca nhiễm mới với mấy cái số người chết mới cho cái vụ coronavirus. Ok các bạn nhớ ủng hộ cái channel của mình nhé. Nhớ comment, like, share và subscribe. Kế bên cái nút subscribe đó các bạn, nó có cái chuông đó. Các bạn nhớ bấm cái chuông luôn nhé. Mỗi lần mà mình up cái video nào mới đó, thì họ báo cho các bạn biết. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi channel Nhịp Sống Cali. Và cảm ơn các bạn đã xem cái video này hôm nay. Có gì mình gặp sau. Bye bye.